Chúng ta đã có 7 giờ kém hè. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đến với buổi tất niên năm 2022 của GAEC Hà Nội. Một tràng pháo tay. Thay mặt cho ban tổ chức và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn, các em nhỏ đã có một buổi chiều chơi rất vui. Xin mời anh Hùng và anh Dương có đôi lời phát biểu trước khi chúng ta khai tiệc ạ. Chúc một năm mới cho dành cho tất cả mọi người. 1, 2, 3 mọi người hướng lên sân khấu nhá. Alo, chuẩn bị Linh xong chưa? Pause lại cái này. Phát biểu mấy cả diễn văn thì anh Long anh ấy thì giỏi, chứ còn tôi thì không giỏi. Nên cho tôi nói rất ngắn gọn thôi. Thì cảm ơn ban tổ chức có một buổi chiều rất là thú vị và các bạn. Tôi thì tôi rút ra là buổi chiều hôm nay có một hai từ đại diện rất là hay. Các bạn có biết là hai từ gì không? Không. Sự quyết liệt. Nó gọi là ăn thua. Rất chi là ăn thua và cái người ăn thua nhất ý. Hai người ăn thua nhất ở đây là Ly và Ngọc. À, đúng không? Và cái tinh thần ăn thua đấy các bạn phải phát huy, không phải là cho nội bộ chúng ta XC Group mà phát huy với cả đối thủ chúng ta, đúng không? Sang năm 2023 là tôi rất mong muốn là tất cả các bạn đều phát huy cái tinh thần ăn thua đấy đối với đối thủ 1A, 1B và 1S và các consolidator thị trường. Đây, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn. Chúc sức khỏe. Khỏe quá. Chúc sức khỏe. Một, hai, ba, go. Hết. Một, hai, ba, hết. Nào, nào, cốc đưa cho tụi em ăn chuyển cái cốc của mày. Đây, em đây. Đây, chị Ly. 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 Đ